Vì sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lại đến thăm Trung Quốc ngay khi vừa nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam? Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa hai nước trong năm nay với nhiều kỳ vọng, theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong các ngày 18 đến 20 tháng 8. Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá đây là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo. Chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Việc này thể hiện coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chuyến thăm mở ra giai đoạn phát triển mới. Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, hai bên đều rất mong đợi chuyến thăm và kỳ vọng sẽ đạt được những thành quả trên một số phương diện. Thứ nhất, trên nền tảng quan hệ đã được lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam, sự kiện lần này tiếp nối và phát huy hơn nữa xu thế phát triển tốt đẹp, thuận lợi của quan hệ Việt-Trung có được sau các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước thời gian qua. Đồng thời, chuyến thăm nhằm duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng cho sự phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Thứ hai, thành quả được kỳ vọng từ chuyến thăm này là việc thống nhất về những phương hướng, biện pháp lớn nhằm xây dựng hiệu quả cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng 6 hơn đã được hai bên nhất trí. Trọng tâm là tiếp tục triển khai cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết, đưa hợp tác thực chất đạt tiến triển mới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kết nối đường sắt, thương mại nông sản, đầu tư chất lượng cao, tài chính tiền tệ, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân, v.v. Thứ ba, hai bên thông qua trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, thực chất về vấn đề biên giới, lãnh thổ, cùng nhau xử lý thỏa đáng những vấn đề tồn tại, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến đà phát triển lành mạnh của quan hệ hai đảng, hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Tôi tin tưởng rằng với sự coi trọng đặc biệt và phối hợp chặt chẽ của cả hai bên, chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thành công tốt đẹp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói. Ông cũng kỳ vọng chuyến thăm trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Quan hệ song phương sâu sắc, toàn diện, thực chất nhất từ trước tới nay. Đánh giá thêm về thành quả hợp tác giữa Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết sau hơn 30 năm thực hiện bình thường hóa, đặc biệt là sau hơn 15 năm kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay, hai bên đã có những bước tiến nhanh chóng và ngày càng sâu sắc, toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 năm 2022 và chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam lần thứ 3 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023, hai bên đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng 6 hơn, mở ra chương mới cho quan hệ song phương. Từ đầu năm 2024 đến nay, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, không khí hợp tác lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân. Hai bên đều đánh giá quan hệ song phương đang ở mức độ sâu sắc, toàn diện, thực chất nhất từ trước đến nay. Việc này thể hiện thông qua thành quả hợp tác giữa hai nước trên nhiều phương diện, trong đó trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp từ trung ương đến địa phương được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, qua đó góp phần tăng cường tin cậy chính trị và tạo xung lực mới cho các cấp các ngành hai bên. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã có hai đoàn lãnh đạo chủ chốt gồm Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội thăm làm việc tại Trung Quốc. Ngoài ra,
một số ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo nhiều bộ ngành địa phương Việt Nam đã thăm Trung Quốc. Hai bên cũng mở ra các lĩnh vực hợp tác mới, thiết lập thêm cơ chế trao đổi thường niên ở cấp cao giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Vừa qua, Đảng, Nhà nước Trung Quốc thể hiện tình cảm, sự trân trọng đặc biệt trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm có điện chia buồn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng đến viếng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, cử đại diện đặc biệt là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh sang dự lễ viếng. Ngoài ra, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục tăng trưởng, nhiều con số ấn tượng được thể hiện như kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 94,5 tỷ USD. Số dự án FDI nửa đầu năm nay tiếp tục đứng đầu với 447 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD. Du lịch cũng phục hồi tích cực với 2,1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, cao hơn năm 2023. Hợp tác nông nghiệp giữa hai nước có tiến triển mới với việc hai bên cơ bản hoàn thành thủ tục xuất khẩu chính ngạch một số mặt hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc như sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, ớt tươi, chanh leo, v.v. Giao lưu hữu nghị nhân dân được tăng cường, số lượng lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc lên tới hơn 23.000 người, cao gấp đôi so với giai đoạn trước dịch COVID-19. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng nhận định tình hình biên giới trên đất liền về tổng thể duy trì ổn định, tình hình Biển Đông cơ bản được kiểm soát tốt, các cơ chế trao đổi, đàm phán giữa hai bên về vấn đề trên biển được duy trì thường xuyên. Theo đó, hai bên đang hướng đến tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước Biên giới trên đất liền và 15 năm ký kết văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Như vậy, nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2024. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi ông được bầu làm Tổng Bí thư. Mới đây, trong điện chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dải. Tháng 12 năm ngoái, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước cùng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung có ý nghĩa chiến lược, mở ra hành trình mới, chương mới trong quan hệ hai đảng, hai nước. Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dắt xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, cùng phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố tin cậy chính trị, đi sâu trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất đem lại nhiều hạnh phúc hơn cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Thời gian qua, quan hệ hai nước đạt nhiều kết quả quan trọng, giao lưu tiếp xúc cấp cao được thúc đẩy mạnh mẽ, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam vươn lên là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia. Hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động và hiệu quả, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương. Trong cuộc tiếp đại sứ Trung Quốc Hùng Ba hồi tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nỗ lực phấn đấu thúc đẩy đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, hướng tới dấu mốc quan trọng năm 2025, dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Trên đây là bài viết 3 kỳ vọng từ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lý giải vì sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lại thăm Trung Quốc vào thời gian này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ!